Nhận định, dự đoán bóng đá phố Hiến với Huế lúc 17 giờ ngày 19 tháng 7 ở vòng 14 hạng nhất quốc gia. Cập nhật tỷ lệ kèo, thông tin trước trận đấu, link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Ở trận đấu trước đó, Huế đã được nếm trải sức mạnh đáng sợ của phố Hiến khi để thua 0-4 ngay trên sân nhà. Việc phải thi đấu thiếu người đã khiến hàng thủ của Huế gặp lỗ hổng không nhỏ và phố Hiến liên tiếp quan phá. Thậm chí ở trận đấu đó, Huế với lợi thế sân nhà được giới chuyên môn đánh giá cửa trên chấp 1/4. Còn ở trận đấu này, cơ hội gần như là không có với Huế cho dù là việc giành một điểm, bởi đội bóng này thua 5/6 trận sân khách kể từ đầu mùa. Trong khi đó, phố Hiến vẫn đang giữ phong độ cao để bám đuổi ngôi đầu với khoảng cách 3 điểm trước Hà Tĩnh. Sẽ là một trận đấu khó khăn với Huế khi mà phố Hiến đang có hàng công tốt nhất giải, 27 bàn thắng sau 13 vòng đấu. Phố Hiến đã thắng 5 hòa 2 ở 7 vòng đấu gần nhất, một phong độ ấn tượng.